chính là những người như các bạn hiểu thêm về âm nhạc cổ điển, hiểu thêm về cách vận hành của một dàn nhạc, về các nhạc cụ trong dàn nhạc cũng như là vai trò vị trí của các nhạc công. Chị Minh thấy là chúng ta đã rất háo hức rồi, chúng ta đã thấy các cô các chú đang đứng ở đằng phía sau cánh gà, chúng ta đã rất là mong muốn là các cô các chú sẽ ra để biểu diễn cho chúng ta rồi đúng không? Tuy nhiên là bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu đôi chút xem là ngày hôm nay thì các cô các chú trong dàn nhạc giao hưởng mặt trời sẽ gửi tới chúng ta những tác phẩm như thế nào trong chương trình hòa nhạc đầu tiên nằm trong chuỗi chương trình hòa nhạc giáo dục ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với nhà soạn nhạc người Ý Antonio Vivaldi. Mặc dù Antonio Vivaldi đã qua đời từ lâu, tuy nhiên là âm nhạc của ông thì vẫn sống và vẫn tồn tại với rất là nhiều thế hệ. Và đặc biệt là nhiều người trong số chúng ta thì đã nghe tới và thưởng thức tác phẩm giao hưởng bốn mùa của ông rồi. Khi mà sống thì Vivaldi đã sống một cuộc đời rất là thú vị. Không chỉ là một nhà soạn nhạc vĩ đại mà ông còn là một giáo viên và là một nghệ sĩ violon. Ông thì có một trường nhạc riêng và đứng đầu một dàn nhạc rất nổi tiếng với tất cả các thành viên đều là nữ. Đây là một điều rất thú vị đúng không? Ông ở ngoài đời thì có mái tóc xoăn dày màu đỏ, rất là rực rỡ và chính bởi vậy mà người ta đặt cho ông biệt danh là thầy tu đỏ. Nếu mà chúng ta ở đâu đó chúng ta có nhìn thấy hình ảnh của Antonio Vivaldi với mái tóc màu trắng thì lúc đó chúng ta ông đang đổi tóc giả, còn thực chất thì mái tóc của ông là một màu đỏ và xoăn. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hai chương trong bản Concerto cung la thứ của Vivaldi qua phần trình diễn của dàn nhạc giao hưởng mặt trời và hai nghệ sĩ đặc biệt. Tuy nhiên trước hết thì như chúng ta đã tập rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng đứng lên để dành sự chào đón nồng nhiệt nhất cho dàn nhạc giao hưởng mặt trời. Bây giờ thì bởi vì chúng ta đã ngồi xuống rồi và dàn nhạc đã ngồi xuống rồi, thế nên bây giờ mình không đứng dậy nữa, nhưng mà mình sẽ cũng dành những tràng pháo tay rất là giòn giã để chào đón ra sân khấu hai tài năng trẻ đặc biệt sẽ chơi cùng với dàn nhạc giao hưởng mặt trời ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng chào đón Phan Linh Lan và Nguyễn Linh.
Rồi, bây giờ mình sẽ trò chuyện một chút nhé. Con là Linh Đan, đúng không? Thế còn con là Nguyên Lê, đúng không? Rồi, thế hai bạn cho cô biết là hai bạn đã học nhạc cụ violin từ bao giờ nhỉ? Con học từ lúc 4 tuổi rưỡi ạ. Thế là năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Con 9 tuổi ạ. Rồi, các chị thấy em thế nào? Rồi, thế còn con học từ 5 tuổi, bây giờ là con 10 tuổi. Thế là có bạn là có khoảng 4 năm rưỡi đến 5 năm tập đàn rồi, đúng không? À, thế cho cô hỏi là trong các cái nhạc sĩ hoặc là nhà soạn nhạc trên thế giới đó, thì ngày hôm nay là mình sẽ chơi các tác phẩm của Antonio Vivaldi, đúng không? Thế con ngoài Vivaldi ra thì con thích nhà soạn nhạc nào nhất trên thế giới và tại sao? Con rất là thích ông Bach ạ. Tại vì là ông chọn được rất là nhiều bản hát hay để bọn con chơi ạ. Con chưa nhớ ra được không? Thế còn chị thì chị Nguyên đây thì chị thích nhà soạn nhạc nào? Chị của em Linda mà con thích nhà soạn nhạc nào và tác phẩm nào của ông nhạc? Cô bảo con thích nhà soạn nhạc Felix Mendelssohn. Cô là bản Concerto chương nghi công nghi thứ. Rồi, cho cô hỏi một điều cuối cùng thôi là ngày hôm nay thì ai đến đây để mà cổ vũ cho hai chị em nhỉ? Là con bà của con ạ. Bà. Không biết là bà của bạn Linh Đan đang có mặt ở đâu ạ? Dạ vâng, chúng ta dành một tràng pháo tay. Rồi, cảm ơn bà, rất là cảm ơn bà và gia đình đã ủng hộ để đưa Linh Đan tới đây để cùng chơi trong cái buổi hòa nhạc ngày hôm nay. Thế còn đi cùng với Nguyên Lê là ai nhỉ? Cô ở gia đình con là bạn bè mà. Ai là thành viên trong gia đình cũng như là bạn bè của Nguyên Lê đến đây và cổ vũ nhỉ? Rồi, rất là thông cảm. Rồi, hy vọng là tất cả mọi người ngày hôm nay thì sẽ cổ vũ hết sức là nhiệt tình cho hai bạn nhỏ của chúng ta cũng như là các cô các chú trong dàn nhạc nhé. Và cái sự ủng hộ tốt nhất trong cái quá trình mà họ biểu diễn chính là giữ yên lặng, đúng không? Rồi bây giờ thì chúng ta đã I think we are ready. Chúng ta dành thêm một tràng pháo tay nữa trước khi họ chơi.
Thank you.